Khi mà chúng ta nhắc tới bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus thì thường là mọi người sẽ thấy tiếc cho bộ đôi này, bởi vì là chúng ra mắt vào trong cái thời điểm iPhone 10 quá hot. Ai khóc nỗi đau này. Mọi sự chú ý, mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào iPhone 10. Thế nhưng đối với mình, đối với cá nhân mình thì iPhone 8 và iPhone 8 Plus vẫn là bộ đôi điện thoại rất được đáng chú ý. Tại vì đây sẽ là cái điện thoại mà có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh em có thể thấy được một chiếc điện thoại Apple nó trông như thế này. Và xin thiệu anh em, đây chính là chiếc iPhone 8 Plus. Anh em ơi! Rồi, trước khi bắt đầu video, nếu như anh em nào quan tâm tới các sản phẩm của Apple và hiện tại cũng đang được bán với giá rất tốt tại chuỗi cửa hàng của Selfred thì anh em hãy truy cập vào đường link ở phía bên dưới. Đang có iPhone X này, XS, XS Max, nói chung là tất cả rất là nhiều thứ, cả XR, iPhone 8 Plus nữa. Truy cập đường link bên dưới nhá. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay thì đây thực sự là một sản phẩm mà mình rất thích. Tại sao? Cái đầu tiên chính là về phần thiết kế. Thì như anh em đã biết ấy, thì mình sử dụng một chiếc iPhone 7 Plus. Và khi mà mình được giao cho nhiệm vụ là hãy review chiếc máy này đấy, thì mình rất là vui bởi vì là mình không phải mua thêm một cái ốp nữa. Bởi vì là cái thiết kế của chiếc iPhone 8 Plus và chiếc iPhone 7 Plus là như nhau, 99,99% là như nhau. Nó chỉ có khác biệt một cái duy nhất, đó chính là ở mặt lưng của iPhone 8 Plus sẽ được làm từ kính. Còn iPhone 7 Plus thì cũng có một phần làm từ kính, nhưng mà với iPhone 8 Plus thì nó sẽ có thể là sạc không dây, điều mà anh em mình biết là sẽ không bao giờ dùng. Và chúng ta có thể đơn giản như này thôi, chỉ cần tháo ốp lưng của chiếc iPhone 7 Plus và gắn nó vào với iPhone 8 Plus như này, rất là dễ dàng. Đó. Và cái thứ hai nữa về phần thiết kế, đó chính là anh em có thể để ý rằng tất cả các mẫu điện thoại trên thị trường hiện nay đều chú trọng tới một cái, đó chính là màn hình tràn viền, màn hình vô cực, infinity, màn hình tai thỏ, màn hình đục lỗ, nói chung là rất là nhiều. Đó. Còn đối với lại iPhone 8 Plus ấy, thì cái màn hình của nó ấy, nó chỉ chiếm khoảng 60% ở mặt trước thôi. Còn nó sẽ chứa chúng ta hai cái khoảng, một đây là cảm biến vân tay này, còn đây sẽ là một cái khoảng nữa để chúng ta đặt những cảm biến này, camera trước. Và hai cái phần này nó sẽ cực kỳ là hữu ích khi mình cầm điện thoại như này, và mình rất là thích cái điều này. Và thực sự là trong cái quá trình mà mình sử dụng cái iPhone 8 Plus này thì mình thấy rằng cảm biến vân tay nó vẫn rất là tiện. Anh em chỉ cần đặt tay lên như này thôi, đó, thế là máy chúng ta đã mở rồi, rất là nhanh. Và thực sự là cho đến bây giờ thì mình vẫn rất là tiếc là Apple họ đã loại bỏ đi cảm biến vân tay, và mình vẫn chưa thể làm quen với lại cái nhận diện khuôn mặt Face ID trên những thiết bị mới của Apple. Tại vì sao? Tại vì mình làm gì có tiền mua, đúng không? Và tiếp tục nói về cái màn hình thì như mình nói ở trên, thì màn hình của chiếc iPhone 8 Plus này thì nó sẽ không chiếm toàn bộ mặt trước. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 5,5 inch. Và chúng ta không có tai thỏ, không có đục lỗ, không có bất kỳ cái gì mà trước cả. Và khi mà chúng ta xem video ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng là liệu rằng mình có bị khuyết một cái khoảng ở đây không, hay là mình có bị khuyết một cái lỗ trên này hay không. Đấy, thế nên là anh em thấy chưa, đâu phải cứ màn hình to là tốt. Đôi khi chúng ta cũng chỉ cần cái màn hình như thế này thôi, và chất lượng hiển thị của nó thì vẫn rất là tốt. Và thậm chí là như mình đã nói ở trên, là chúng ta còn có cả thêm một cái phần để chúng ta có thể tì tay vào đây nữa, và chúng ta không bị lo là cái phần tay của chúng ta sẽ bị tì vào màn hình. Đấy cũng là một trong những cái điểm cộng của cái thiết kế như thế này. Còn về phần camera của chiếc iPhone 8 Plus này thì chúng ta sẽ có cụm camera kép ở phía mặt sau. Cái cụm camera kép này sẽ có độ phân giải là 12 megapixel cả hai camera luôn. Và trong cái điều kiện đầy đủ sáng thì cụm camera này thực sự là nó làm nhiệm vụ quá là tốt. Tái tạo chi tiết cực tốt, ảnh siêu nét, màu sắc siêu đẹp. Đây, anh em có thể zoom vào những cái chi tiết mà mình đã chụp được. Ví dụ như kiểu là lá cây này, hay là chi tiết về tòa nhà này, nói chung là mọi thứ đều rất là tốt, cân bằng trọng tốt nữa. Thì đó là trong điều kiện đầy đủ sáng, điều kiện có lẽ là thuận lợi nhất để cho tất cả các smartphone quay chụp ảnh. Vậy thì trong điều kiện thiếu sáng thì sao? Trong điều kiện thiếu sáng thì chiếc iPhone 8 Plus của chúng ta đã lộ ngay cái điểm yếu, đó chính là nó khử noise chưa tốt này, cũng như là cân bằng trắng chưa tốt, khi mà những cái bức ảnh anh em có thể thấy đây, những cái bức ảnh mình chụp thì nó lại bị ám vàng, cũng như là khi mà chúng ta zoom vào ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chiếc ảnh của chúng ta nó sẽ bị bệt. Rồi thì đó là về ảnh chụp ban đêm. Vậy còn ảnh xóa phông thì sao? Chiếc iPhone 8 Plus của chúng ta thì có camera kép ở phía sau, và tất nhiên là nó sẽ cho chúng ta khả năng xóa phông rồi. Và chiếc điện thoại này khi mà chúng ta xóa phông ấy, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái chế độ. Ví dụ như chúng ta ở đây có là chế độ chụp studio này, chế độ chỉnh ánh sáng khác nhau này, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình chụp xóa phông trên chiếc máy này thì mình nhận ra một điều, đó chính là cái khả năng xử lý xóa phông nó cũng chưa tốt. Đây, anh em có thể thấy trên màn hình cái bức ảnh này. Mình đã chụp một bạn nữ, và cái phần tóc của bạn ấy khi mà nhô ra ấy, thì cái chiếc iPhone 8 Plus chúng ta vẫn bị cắt lệnh vào. Và đối với lại những cái phần trên đỉnh đầu như này, đó, anh em có thể thấy rằng là cái phần này nó chưa được tự nhiên. Và kể cả khi mà mình chụp mình chẳng hạn, và kể cả khi mà mình đội mũ ấy, và không có bất kỳ một cái cọng tóc nào nó lòi ra cả, đó, thì cái phần xóa phông
bên góc cạnh mặt của mình thì nó vẫn chưa tự nhiên. Và thậm chí là cái khuyên tai của mình, khi mà anh em, nếu như mà anh em để kỹ thì thậm chí là nó còn ăn lẹn vào một chút vào cái phần khuyên tai của mình nữa. Rồi thì đó là về chụp ảnh chân dung người. Chân dung tất nhiên là phải chung người rồi đúng không? Nhưng mà tất nhiên là anh em vẫn có thể sử dụng cái tính năng chụp chân dung này để chụp ảnh đồ ăn này, đồ vật. Ví dụ như mình có đây, mình đã chụp được một cái bánh và nhìn nó, những cái chi tiết của nó thì nó vẫn giữ lại rất là tốt. Và thực sự thì mình thấy khó hiểu là cái bánh này tua tủa này, nhưng mà cái xóa phông của nó vẫn rất là tốt. Và thậm chí là chụp cả cốc cà phê nữa. Và cái nước ảnh của iPhone từ trước đến nay thì nó vẫn là một trong những cái nước ảnh mà nó rất là chân thật. Và anh em có thể sử dụng những cái bức ảnh xóa phông này và sau đó anh em chỉnh một chút màu thôi. Đó, và ảnh của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Ok, 1, 2... Rồi, còn về ảnh selfie thì mình nhận ra là cái ảnh selfie trên chiếc iPhone 8 Plus này nó giữ lại chi tiết rất là tốt. Anh em có thể thấy cái bức ảnh mà mình vừa mới chụp xong, mụn miếc các thứ là nó vẫn giữ lại hết. Bởi vì là cũng dễ hiểu thôi, tại vì là đến đời iPhone XR thì chúng ta mới có một cái camera selfie nó hơi cà mặt một chút. Còn đối với iPhone 8 Plus này thì những cái bức ảnh selfie chúng ta thì vẫn rất là chi tiết. Và không chỉ có bức ảnh này đâu, mà còn cả những cái bức ảnh mà mình đã chụp selfie khác. Đây, dầu riêng các thứ này, đó, nó giữ lại hết, không chừa một cái nào luôn. Thì đó là về phần camera. Vậy còn pin thì sao? Về hiệu năng của chiếc iPhone 8 Plus ấy, thì chiếc điện thoại này được trang bị con chip là A11 Bionic. Và con chip này thì cũng được trang bị cho chiếc iPhone 10 luôn. Thế nên là với những cái trang bị như vậy và qua những cái quá trình sử dụng của mình thì nó vẫn rất là mượt. Không kể những cái ứng dụng bình thường và những cái chơi game, kể cả game nặng, nói chung là cái cấu hình này đủ chiến mọi tựa game nặng cho anh em. Thì mình có thể đảm bảo cho anh em là chiếc máy này vẫn có thể sử dụng ngon trong khoảng tầm từ 2 cho đến 3 năm nữa. Nếu như mà Apple họ không ra mắt mấy cái phiên bản iOS làm chậm máy như kiểu iPhone 6S ấy. Cái đấy tùy thuộc anh Tim Cook thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng khi mà chúng ta chơi game nhiều ấy thì nó có ảnh hưởng gì tới pin hay không? Không, anh đưa em cục sạc dự phòng. Em xin. Câu trả lời ở đây là có, bởi vì nếu như mà chúng ta so sánh cái thời lượng pin của chiếc iPhone 8 Plus này so với lại những cái iPhone bình thường, ví dụ như iPhone 7, iPhone 8 và thậm chí là iPhone 10, mà cái dung lượng pin của iPhone 10 nó còn lớn hơn iPhone 8 Plus này nhá. Nhưng mà chiếc iPhone 8 Plus này thì nó vẫn có một cái thời lượng sử dụng pin rất là tốt, và nếu như anh em dùng như mình ấy thì chiếc iPhone 8 Plus này có thể trụ được một ngày. Nhưng mà đấy là đối với những người như mình, những người mà chỉ dùng điện thoại vào những cái dăm ba cái việc rất là nhẹ nhàng, như kiểu lướt Facebook, lướt Instagram, lướt YouTube Studio hay là chơi những cái tựa game nhẹ thôi. Còn đối với những anh em nào mà chơi game nhiều thì mình nghĩ rằng anh em nên chuẩn bị cho mình thêm một cái sạc dự phòng nữa. Và kể cả đối với cá nhân mình cũng thế, những cái chuyến công tác mà cần phải quay vlog bằng cái điện thoại này ấy, thì thực sự là mình sẽ cần thêm một cái sạc dự phòng để đề phòng trong cái việc là quay vlog mà nó hết pin. Thế nên đối với anh em nào mà chơi game nhiều là một này, cũng như là công việc của anh em phải quay đến cái điện thoại này rất là nhiều, ví dụ như kiểu làm vlog chẳng hạn, thì anh em nên chuẩn bị cho mình thêm một cái sạc dự phòng nữa để cho nó đảm bảo. Rồi, và đó là về cái trải nghiệm của mình về chiếc iPhone 8 Plus. Và đối với cá nhân mình thì đây vẫn là một trong những sản phẩm rất tuyệt vời, bởi vì đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng mà anh em thấy nó trong một cái thiết kế như này. Một thiết kế không tay thỏ, vẫn có cảm biến vân tay và đặc biệt là một cái lưng rất là đẹp. Thế còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc này thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì như bao vài đánh giá chi tiết khác thì mình sẽ phải đưa cái máy này cho anh Duy để anh trả về Cellphone S. Máy bao tiền không? Hiện tại thì hàng VNA của Cellphone S đang có giá là 21 triệu anh ạ. Tao nói thế thôi, nhìn mặt mày tao biết không bao giờ mua cái này chứ. Chán, làm sao đủ tiền mua cái như thế này. Bảy đặt so sánh Face ID với cảm biến vân tay. Thì em xin nói cho anh biết, em chính là chủ comment nó tịch của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Huy. Anh biết công ty đấy không? Em tặng anh một câu luôn. Em có thể mua được 10 cái này, nhưng mà em muốn tặng anh một câu: đừng bao giờ coi thường người khác. Cửa ra bên này nhé.